Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi thu phục cũng như là tiến hóa các Pokemon hệ tâm linh nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hóa trước cái đã. Trước mắt thì mình sẽ run cái đã. Mình đang bị lỗi cái góc nhìn. Cái trận battle đầu tiên á, khi mà mới vào game lúc nào cũng bị vậy hết các bạn ơi. Rồi, tiếp tục thách đấu với cái ông nhà thách đấu của hội quán Brad Buckim, hội quán hệ bọ và hệ cỏ. Ok, sao skill Z nó không có tác dụng nhiều quá vậy? Bây giờ nó có tác dụng rồi nè. Sacrifice với con Lydian này luôn nha các bạn. Vẫn là những con Pokemon quen thuộc. Thôi hãy skill Metal Sound đi. May gì hả con? Rồi, đã có hai con gì đó nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Hai con này thuộc hệ tâm linh luôn. Con đầu tiên là Crozy nha các bạn. Nhìn nó nè. Trời ơi, nó vẫn còn mang cái tester cũ các bạn à. Nó không có đẹp. Trời. Và đây nó lên con Hypno. Vẫn cái tester cũ luôn. Con thứ hai đó chính là con Tushin. Đấy các bạn ơi. Và nó đang tiến hóa ra nè. Chúng ta sẽ xem nó sẽ lên con gì đây. Đây là Reuniclus các bạn ạ. Thay skill này ngay. Chưa gì đã có xong hai con tiến hóa rồi nè. Để mình sẽ coi thử đã. Con này thì nó mọc tay luôn. Và con này thì nó có thêm một cái cọng dây chuyền hả? Dây chuyền thôi miên các bạn ơi. Ghê quá. Đúng là hệ tâm linh có khác. Ta sẽ cất hai con này vào đi. Đó, xong hai con đầu tiên. Tiếp theo đó thì mình sẽ bỏ thêm Mesh Brick cũng như là Tapu Lily vào. Chúng ta sẽ tiến hóa, nói chung là luyện cấp cho hai con đó luôn. Tiếp tục lại là mấy em Rose Ray nữa thôi các bạn ơi. Cho mày một tuyệt kỹ Z nè con. Ui, sao nãy giờ hai lần rồi tuyệt kỹ Z nó không có tác dụng nhiều vậy ta? Có vẻ bị gì đó rồi. Ghê quá vậy. Sai shot mình sẽ thay bằng Dye Green này đi. Rồi, 5 plus nó luôn. Ok. Và có con gì đó nó cũng tiến hóa luôn rồi. Đây là Esper các bạn ơi. Esper, nhưng mà mình đang bị lỗi cái góc nhìn rồi. Chúng ta chỉ thấy được hai con mắt của nó thôi nè. Khá đáng tiếc. Đâu rồi? Đây, nó đây các bạn à, nó đã lên con Meow Stick. Và ở đây con Bronzer nó cũng đã tiến hóa luôn rồi nè. Bronzer đang tiến hóa luôn rồi. Chúng ta sẽ coi thử nó sẽ lên con gì. Wow, con này nhìn giống người tuyết vậy. Là Bronzong các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Bronzong. Nó cũng không giống người tuyết cho mấy. Wow, nhìn nó lạ quá các bạn ơi, như cái chuông vậy. Và đây là Meow Stick. Xong hai em Pokemon hệ tâm linh nữa rồi. Mình sẽ cất tụi nó vào và tiến hành đi thu phục một vài em mà mình chưa có nha các bạn. Hệ tâm linh này thì mình cũng có khá là nhiều Pokemon chưa bị thu phục nè. Để mình sẽ cố gắng luôn các bạn ơi. Và trong tập hôm nay nó sẽ có một điều rất là đặc biệt. Để mình search tên cái con Togedemaru này. Sao mày phá tao? Đây các bạn ơi. Đây là Spore Ink. Đây, con này mình tìm nãy giờ đây. Mình định search có thử nó có thật sự xuất hiện ở đây không. Nhưng mà thật các bạn ạ. Bắt nó luôn nè. Spore Ink. Whitbon đi các bạn ạ. Lúc nào cũng vậy, Whitbon để cho nó lời trước cái đã. Ok. Và Chala thành công rồi. Có thêm một em Spore Ink nữa nè. Nhưng mà mình không có bắt nó đâu. Đủ rồi. Spore Ink và tiến hóa của nó là Grumpig. Ok. Rồi, mình lại qua cái vùng mới đây. Trời. Đây các bạn ơi. Meditai. Nó thật sự là cũng là cái vùng Taiga thôi các bạn ạ. Cũng không mới gì lắm. Trời, nó vẫn đang đổ mưa nữa nè. Chán thật. Đây, Meditai. Nó đâu rồi? Wow, nhìn nó minion quá vậy. Lụm nó luôn bằng Whitbon luôn nha các bạn. Trời ơi, hấp dẫn. Cái Whitbon mà xả ra thôi. Và thành công luôn à. Rất là dễ luôn. Rồi, để mình xóa tên nó đi. Meditai và Medicham. Đó là tiếng hóa của Meditai. Meditai nha các bạn. Ok. Đây.
Đây mình đã qua cái vùng mới rồi nè, đó chính là Mega Taiga các bạn ạ. Ồ, Muna nó đã xuất hiện rồi nè, và trời nó cũng tạnh mưa luôn rồi. Tôi định đi chỗ khác và con này nó đã xuất hiện rồi nè. Đây, Pokemon có thể ăn giấc mơ nha các bạn. Lụm nó luôn bằng Whipball thôi. Con này thì trong mấy season cũ thì mình chưa bắt được. Ủa, season này nó khá là lạ lẫm với mình đó các bạn ạ. Muna. Chúng ta còn một bậc tiến hóa của nó nữa, đó chính là Mursana nha các bạn. Ok, đi vào vùng mới thôi nào. Đây. Vẫn là Mega Taiga thôi. À đây đây đây. Elgium cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè các bạn. Pokemon rất là giống ngoài hành tinh đúng không? Lụm nó luôn bằng Whipball thôi. Ây da, lụm mày luôn bằng Whipball nha con. Và lần này, bắt thành công rồi nè. Elgium. À, còn một con nữa, nhưng mà thôi, mình bắt một con thôi. Chúng ta còn một bậc tiến hóa của nó nữa, đó chính là Behem. Behem chứ. À. Đây, ở vùng Khu Taiga này, mình đang vẫn cố gắng tìm cái con Wood Buffet các bạn ạ. Cái con mà của đội hỏi tiện ấy, con mà xanh xanh á, nhưng mà vẫn chưa thấy. À, được, cái con Gen X này nó xuất hiện cũng được thôi các bạn ơi. Con này vẫn mang cái hệ tâm linh nha các bạn. Ê, Gen X. Đó, lụm nó luôn bằng Whipball thử đi. Whipball. Và lần này. Ôi, không được hả? Ô, và nó đang làm gì vậy? Nó hút máu của mình hả? Căng vậy. Qua Dust Ball thử nha các bạn. Trời, nó cũng đang tối mà. Với lại cái độ cao này thì nó chưa trên 80, nên chúng ta có thể thoải mái dùng Dust Ball thôi. Ok, tiếp tục một quả Dust Ball nữa đi nha các bạn. Ha ha. Dust Ball.
Đi vô cái cửa gỗ này luôn đi. Oh, vào đường cục rồi. Chết tôi rồi. Để mình kiếm đường quay trở lại đã. Đó, cái đường đi lên nè. Cũng khá là tốt. Qua cái cửa gỗ này. Đây. Tôi có thể đi vòng qua cái đường này nè. À, và mình đã tìm được cái thư viện rồi nè các bạn ơi. Thì mỗi cái stronghold nó đều có hai cái thư viện. Chúng ta thể đi vô đây để mà kiếm những cái rương thôi. Để mình nhìn quanh xem thử có cái rương nào ở đây không. Không có cái rương nào hết hả? Không có cái rương nào rồi. Để mình xuống tầng dưới xem nào. Tầng này toàn là tơ nhện thôi nè các bạn ơi. Rất là nhiều cái kệ sách và tơ nhện luôn nè. Khó khăn đây, để mình đi lên trên lại. Ghê quá. À đây đây, dưới đây có một cái rương nè các bạn ơi. Đó, chúng ta chặt cái hàng rào đi. Đó, xong đặt lại. Khá là đã. Đặt lại, rồi đi qua lấy cái chest này. Rồi thử chúng ta sẽ được cái gì đây. Wow, mình được một cái washing machine. Wow, cũng được nè. Một cái empty map. Một cái cuốn sách engine với là efficiency 4. Tức là hiệu suất 4. Cũng xịn. Rồi, ngon các bạn ơi. Chúng ta sẽ... À, bên đây. Mình định nói là nhìn quanh xem thử còn cái gì nữa không. Ai ngờ nó xuất hiện luôn. Sao vậy, cũng khá xịn. Đây. Thêm hai cái washing machine nữa, hai cái máy giặt nữa. Wow. Ok, chắc là nó hết cái số chest ở đây rồi các bạn à. Thư viện nó có 2 đến 3 chest thôi đúng không? Hết rồi, chúng ta sẽ đi xuống bằng cái đường này đi. Cầm cái rìu chúng ta sẽ không thể chặt được tơ. Chúng ta phải dùng cái kiếm cơ. Đập cái này ra. Đây rồi các bạn à. Đây là cái end gate. Đây là cái cổng đi qua the end nè các bạn à. Rồi, chúng ta phải cần lắp mấy cái con mắt của Ender vào. Lần này lắp nó cũng có cái tiếng nữa, nghe rất là hay các bạn ơi. Ta-da! Cổng xuống the end đã được mở ra rồi các bạn ơi. Và xuống đây thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái con Ender Dragon nha. Mặc dù đang chơi chế độ bình yên, nhưng mà Ender Dragon nó vẫn có nha các bạn. Xuống thôi. Ha, chúng ta đã đạt được thành tựu mới, đó chính là The End. Đây. Goltoria. Thêm một con Pokemon hệ tâm linh nữa. Để mình giới thiệu cho các bạn biết là cái vùng The End nó có rất là nhiều Pokemon hệ tâm linh luôn nha. Và vùng này nó được gọi là mặt trăng trong Big Salmon này đó nha. Ủa sao có con gì lạ vậy? Đây là Mini Earl các bạn à. Đây, để mình đi qua bắt cái con Goltoria cái đã. Mặt trăng của Big Salmon. Nó cũng như rất là giống trong phim vậy đó. Và đây là nơi cư trú của một trong những em Legendary. Đó chính là Delsic đó nha các bạn. Ok. Không thành công hả? Căng vậy. Để mình nghĩ xem nên xài cái quả gì đây. Chắc mình sẽ qua thử cái quả Dust Bowl đi. Mình cũng không biết nữa. Không biết đây là trời nó đang sáng hay đang tối nữa. Dust Bowl. Không thành công rồi. Vậy là chắc không được rồi. Để mình kiếm cái quả khác đi các bạn ạ. Chamber Bowl thử xem. Cũng không thành công luôn. Wow, khó ăn vậy. Hơi bị khó ăn rồi đó nha. Mình sẽ qua cái quả Moon Ball thử đi. Moon Ball. Đó, và lần này để xem như thế nào đây. Đó, thành công luôn. Quá xịn. Đây, nó có thêm một con nữa đó, chính là Gotita các bạn à. Đây là con tiến hóa cấp 1 của con Goltoria hồi nãy đó. Chúng ta còn bật một bậc tiến hóa nữa. Nhưng mà nó chưa xuất hiện thôi. Để mình bắt cái con Gotita này cái đã. Xa có con Whoop Whoop Fit kìa các bạn. Mình giờ mới để ý nè. Cái con của đội hỏa tiễn nữa các bạn. Lầm mày luôn con à. Nó cũng thuộc hệ tâm linh luôn các bạn à. Whoop Boy mày nè con. Whoop Whoop Fit. Chắc mình bắt xong thì mình lầm cái con Minior này luôn đi. Lầm luôn, Pokemon gì nhìn mà lạ quá. Lầm luôn mà Whipbon nè. Con này mới level 15 thôi. Haha, quá đơn giản. Ôi, không thành công hả? Căng vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua cái quả Liverbon đi. Mới cấp 15 mà láo rồi. Lầm mày luôn nha con.
Tala, thêm một em nữa rồi. Whoop Perfect, để mình xóa tên tụi nó đi. Rồi Gotita và Gotoria, hai con nữa. Đây, ở đây để mình đi lên phá mấy cái cục này đi các bạn ạ. Nó hồi máu cho cái con Ender Dragon đó. Chúng ta phải buộc phải tiêu diệt nó trong tập ngày hôm nay luôn thôi. May vậy con. Ui, và con Shuana của mình nó mất khá là nhiều máu hả? Nó còn có 90 mấy máu thôi kìa. Oh, Lunar Stone. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Mấy con này nó cũng có thể xuất hiện ở tại cái vùng Mesa, nhưng mà khá là hiếm. Nhưng mà dưới The End thì nó xuất hiện rất là nhiều ha. Khá là tốt các bạn ơi. Nơi tập trung của rất là nhiều Pokemon hệ tâm linh luôn. Rồi, quả đầu tiên thất bại rồi đúng không? Mình sẽ qua cái quả Moon Ball có thử nào. Moon Ball. Không thành công rồi. Trời ơi, thử lại một quả nữa đi. Moon Ball phát nữa đi. Mày này con. Và lần này cũng không thành công luôn. Wow, có vẻ khá là lâu đây. Chúng ta sẽ tiếp tục Timer Ball đi. Phải đổi quả cầu khác liền, chứ không là nó sẽ bị nó bị chai đó các bạn à. Như bắt bằng một quả hoài á, nó bị chai mặt. Tất cả các quả đều vậy, nhưng mà trừ cái quả Timer Ball thôi. Vì Timer Ball nó cộng dồn theo cái số lần mà chúng ta quăng ra đó. Ôi, vẫn chưa thành công các bạn ơi. Tiếp tục là Timer Ball thôi. Và lần này có vẻ là thành công rồi đó. Có thêm một con Pokemon nữa, đó chính là Yuno. Con này thì nó có tổng cả thảy là 28 dạng, trong đó có 26 cái dạng là theo bảng chữ cái tiếng Anh nha các bạn. Và hai cái ký tự là dấu chấm hỏi và dấu chấm than. Ôi, cái con Ender Dragon nó hút cái con anti của mình đi đâu rồi. Định mệnh á. Rồi, bắt được đó rồi. Để mình sẽ cố gắng trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ thu phục hết 28 dạng của con này luôn đi. Con Yuno đây nè. Nó còn kinh khủng hơn mấy con Vivillon nữa các bạn ạ. Vivillon nó 20 thôi. Con này đến 28 luôn đó. Kinh đó. Rồi, mình sẽ tiếp tục phá mấy cái cục này đi. Mày nè con. Wow, cái nổ này nó làm Pokemon mình mất máu khá là nhiều ha. Còn có nửa cây máu nữa kìa. Ây da. Ây da. Mày này con. Và hình như cái cục này là cái cục cuối cùng rồi các bạn ơi. Xời ơi, để mình phá nốt luôn. Ây da, phải nhảy xuống mới được đúng không? Mày này con. Rồi, ok. Phá hết tất cả rồi nè. Bột cái heo một phát đi. Rồi, con Ender Dragon này mày cứ chạy đi đâu thế? Bay tùm lum vậy. Xuống đây đi. Chúng ta thấy được một con nữa. Và đây là tiến hóa cấp 3 của con Gotoria nha các bạn. Đây là đâu rồi? Gotitelli. Gotitello nha các bạn. Nó có thể đọc là vậy cũng được. Mình sẽ cố gắng đắt nó luôn bằng Moon Ball thử xem nè. Moon Ball. Chưa thành công luôn. Để qua cái quả khác đi. Timer Ball chẳng hạn. Wow, không ngờ xuống đây chúng ta có thể gặp được rất là nhiều Pokemon luôn ha. Quá đã thiệt. Nãy giờ mình đứng mình spam rất là nhiều Timer Ball các bạn à. Bạn có thể thấy không? Nó mất của mình một mớ rồi đó, 20 mấy quả luôn rồi. Vẫn chưa chịu thành công là chưa chịu. Hay, chúng ta sẽ phải cố gắng nữa thôi các bạn à. Còn có 42 quả Timer Ball nữa thôi. Giờ đáng buồn mà. Mày nè con, nó vẫn chưa chịu bạn ơi. Tiếp tục là một quả Timer Ball nữa đi. Và yes, cuối cùng cũng bắt được nó. Tổng bon một vải trưởng. Mình xóa tên nó đi. Gotitelle. Ok. Đây để mình tiến hành chặt con Ender Dragon. Nó đang đứng đây nó nhả độc rồi. Ây da, ây da, ây da. Và nó hất mình xuống dưới rồi. Mình đã bị trở về đây rồi các bạn à. Chúng ta đang tiến hành khám phá thêm mấy cái chest tại Stronghold nè. Mình đang kiếm đường đi qua đó lại một lần nữa đó. Ôi ôi, bên đây có một cái chest nữa nè. Để mình kiểm tra xem nó có cái gì đây.
Tại vì chúng ta gặp được cũng khá là nhiều chest á. Đâu đó tầm 2 cái rồi. Ồ cái này nó có thêm một cái đĩa của con Genoset các bạn à. Đây là Shockrise. Shockrise. Một cái đĩa nữa. Genoset thì mình có rồi. Ồ đây. Gì đây? Ồ, ENA Splicer. Wow. Cái thứ mà để ghép cái con Kyurem với lại Zekrom hoặc là Kyurem với lại Reshiram đó các bạn à. Wow, rất là xịn luôn. Ui, nó hất mình đi. Ây da, cái độc của nó đau quá. Để mình chặt cái mình nó cái đã các bạn ạ. Tiến hành chặt cái con Ender Dragon này đi. Để chế độ bình yên mà nó đánh mình như con vậy các bạn ơi. Sợ thật sự. Ôi ôi, nó làm gì thế? Ê, đây. Anh em anh em với con Lunar Stone là Sol Rock cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Nó như cái con Lunala và Sol Galeo vậy các bạn à. Rất là giống nhau. Ok, khá là xịn hen. Được. Chúng ta sẽ tiến hành bắt nó luôn. Tamawon này con. Cho mày khuất phục luôn đi. Ôi. Không thành công hả? Chúng ta sẽ tiếp tục dùng Tamawon đi. Khó khăn quá ta. Và lần này thành công rất là dễ luôn. Ha, quá xịn. Son Rock. Đó, thêm một em nữa các bạn ạ. À. Nó cũng thuộc hệ tâm linh luôn nha. À, để đây. Ôi, con này phun độc mình hả, căng vậy. Ui, độc mà nó ngớm lại thành mấy cái quả cầu lửa luôn các bạn ơi. Thì mình dí theo nó mới được. Dí theo chém thôi nè. Ồ, nó lại đáp xuống, nó nhả độc ra rồi các bạn ơi. Cơ này chúng ta sẽ tiến hành chửi nó. Thì nó không để ý các bạn ơi. Đó, quá đã luôn. Chém nó. Chém vô bụng mình nè con. Chém vô mông. Chém vô bụng. Wow. Mất hết 2/3 cây máu của nó rồi. Hô, còn 1/3 cây nữa thôi. Chúng ta sẽ sớm hạ em Ender Dragon này thôi các bạn à. Nó đứng đây nó tát quay tát hói. Ghê quá. Tát oi. Để mình coi thử. À, Katapra này thì mình có rồi. Hay, cũng tốt thôi. À, nó lại quay trở lại được kìa. Nhảy lên, vừa nhảy vừa chém như thế này á, nó mất được nhiều sát thương các bạn à. Ồ, cái con Yuno. Thôi, để mình chém cái con Dragon nha. Có những cái cánh nhỏ ta, không phải là do Resurge bắt không ta. Nó còn một xíu máu rồi, nó bỏ chạy rồi cơ. Trời ơi, gì thế. Ây da, ây da, chúng ta không thể tới gần nó được các bạn à. Nếu mà có cung thì các bạn có thể bắn được rồi. Ôi ôi, khá là buồn. Đây. À, có một con Yuno nữa nè. Để mình coi cái hình dáng của nó. Nó là cái ký tự gì đây. À, kia rồi. Đứng lại. Ôi, mày bay đi đâu. Mày hả con. Và cuối cùng chúng ta cũng đã hạ được em Ender Dragon rồi. Và giải phóng DN rồi các bạn ơi. Nó xịn chưa. Wow, rất là đẹp luôn. Và kinh nghiệm nó đang rớt xuống nè. Cái này thì lên cấp rất là mau các bạn ạ. Quá nhiều kinh nghiệm luôn. Còn nữa không ta? À, bên đây còn nữa nè. Lụm nó hết liền. Rồi, để mình qua mình bắt cái con Yuno này trước cái đã. Và nó có một cái cổng đi qua cái NCT rồi các bạn. Đây, Yuno. À, con này là ký tự chữ W các bạn à. Chữ W á. Đây, lụm nó luôn bằng Whipmon. Mấy con này thì nó rất là dễ thu phục. Chỉ còn một quả Whipmon thôi là chắc chắn được thôi à. Rồi, chúng ta sẽ quay lại để mà lấy cái trứng của con Ender Dragon thôi. À, có một con Yuno nữa nè. Để mình qua mình coi thử luôn. Đó là cái ký tự gì đây? Yuno. À, con này là ký tự chữ O các bạn ơi. Bắt nó luôn qua Whipmon nha. Trời ơi, chúng ta sẽ phải thu phục khá là nhiều con Yuno đây. Để mà đủ 28 ký tự mới được. Cố gắng các bạn ơi. Ok, lần này thì hết Yuno rồi. Chúng ta sẽ có thể lấy cái trứng của con Ender Dragon rồi. Để mình đánh nó cho nó đi chỗ khác đi. Ồ, rớt ngoài này nè. Đào xuống. Và dưới đây mình sẽ đập một cái cây đuốc nha các bạn. Đập cái này ra.
Chúng ta đã được cái thành tựu The Next Generation rồi. Có được cái trứng rồng quá xịn. Ok. Trời ơi. À, chỗ này có con gì lạ các bạn à. Đây là Ramba. Wow. Đúng là Pokemon ở trên mặt trăng nó có khác thiệt. Tụi mấy con gì lạ lạ không à. Nó không giống mấy con Pokemon ở trên trái đất các bạn ơi. Và Ramba này thì nó dễ thu phục hơn. Một quả Whipball đã được rồi. Đây, ở đây chúng ta sẽ tiến hành đi qua cái NCT nha các bạn. Mình sẽ lắp cái chỗ này để đứng lên cái đã. Rồi, lấy cái Ender Pearl và phóng qua đây để cái thành tựu Renos Get Away rồi. Quá xịn. Thì chỗ này mình sẽ lưu là NCT nha các bạn. Để tí còn biết mà qua đây trở về chứ. Không là bị mắc kẹt luôn đó. Có một con Yuno mới nè. Để mình coi thử nó là cái ký tự gì nha. Con này lạ thế. Ký tự chữ gì đây? Giống như là cái chữ Q vậy. Mình khá là giống các bạn ơi. Bắt nó luôn nha. Yuno. Chỗ mấy con này thì rất là đơn giản luôn. Như mình nói là chỉ cần một quả Whipball là thành công liền. Thì mình lấy mấy cái quả ball ra cái đã. Whipball nữa nè. Đó, bắt Yuno có vẻ nó sẽ tốn rất là nhiều ball của mình đó. Ây da, mấy trái này ăn cho nó tê lại bọt các bạn à. Oh, why not. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Đây là cấp 1 của con Wobbuffet nha các bạn. Nhìn nó nè, xanh xanh y chang luôn. Lậm mày luôn bằng Whipball nha con. Xời ơi, tự nhiên mà xuất hiện ở đây chứ vậy. Thành công rất là dễ các bạn ơi. Wow, phải xịn như vậy chứ. Đây, ở đây mình sẽ tiếp tục. Đây rồi các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã phát hiện ra cái NCT rồi nè. Và cái phi thuyền ở dưới DN luôn. Thì mấy cái này chúng ta cũng đã khám phá rồi. Mình đã đạt thành tựu mới nè. The City at the End of the Game. Quá xịn. Này mình đã khám phá trong cái Ultra Space rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ tiếp tục khám phá tiếp. Quá phơi. Ok, rất là nhiều đồ các bạn ơi. Chắc mình sẽ vứt bớt mấy cái block. Rồi mình có khá là nhiều cái block không cần thiết ha. Mình vứt ra. Vứt ra hết. Dioxide nè, vứt ra luôn. Renick nè. Rất là nhiều cây đá luôn nè. Vứt ra hết luôn. Oddwood Planks. Vứt liền. Vứt hết liền. Trời ơi. Rồi, cất đồ ra thôi anh em ơi. Cất đồ vô thôi. Đây, cái này bỏ hơi vô đây chứ. Tiền tôi kéo ra làm cái gì không biết nữa. Ok, thế là cái phi thuyền ở dưới DN mình đã khám phá xong rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá luôn cái NCT này đi. Wow, nó có rất là nhiều lối đi nha. Wow, đây là cái NCT chính hãng các bạn ơi. Nó không có giống như cái NCT bên Ultra Space. Mình đùa đấy, nó giống y chang à. Nhưng mà nó tọa lạc tại... Đúng là NCT luôn đó. Đúng, nó tọa lạc tại DN chứ. Còn cái kia tọa lạc tại một cái nơi nào đó. Cái chest đâu rồi? Đây đường lên đúng không? Để tôi lên coi thử. Đây, có một cái Ender chest đây. Và một cái chest thường nữa hay sao á. Đúng rồi, như mình dự đoán. Thế chúng ta sẽ dùng Swanna để mà bay lên thôi. Swanna thì nó khá là nhỏ nên làm khá là tiện các bạn ạ. Hai mấy cái duck game. Rồi, mình sẽ lấy luôn cái Ender chest này ra luôn. Mình phải lấy cái cúp có siêu thích mới đập được các bạn ạ. Chứ không là nó sẽ bị bể đấy. Ender chest. Ok, khá xịn đời. Phê chưa? Rất là nhiều đồ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục khám phá nữa nha các bạn. Hay da, bay nãy giờ vẫn chưa thấy cái NCT nào cả. Hồi hồi. Đây một cái nữa nè các bạn ơi. Có vẻ dưới DN nó load map rất là nhanh luôn. Chúng ta sẽ rất là tiện các bạn ạ. Load map nhanh hơn ở trên trái đất. Đây. Master Ball. Và cuối cùng mình cũng đã có thêm một quả Master Ball nữa rồi. Đây là quả thứ 6 của mình.
và mình không có xài vội mấy cái quả này đâu. Sẽ còn có rất là nhiều Pokemon khó bắt hơn để mà mình xài cho nó đỡ bị phí các bạn ạ. Đó, cất đồ lại vào. Cất đồ vào lại chứ. Ok. Trời ơi. Ở đây có gì hot không? Nãy giờ thì mình vẫn đang tìm mấy con Yuno các bạn ạ. Và mình có đi đánh mấy con Minear. Đây, nó đây các bạn ạ. Minear. Để mình sẽ cho các bạn xem khi mà đánh chết con này thì nó sẽ ra cái gì nha. Khi con này bị đánh bại nó sẽ ra cái gì? Và đây là... đâu rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Đây là Shiny Stone Shark các bạn ạ. Đó, một trong những cái mảnh để mà tạo ra Shiny Stone. Nếu mà đủ 9 mảnh thì chúng ta sẽ có một viên đấy. Và Shiny Stone chúng ta sẽ có rất là nhiều game Pokemon cần nó để mà tiến hóa luôn. Đó là lý do mình đi farm mấy con Mineer cũng như là bắt luôn mấy con Yuno nãy giờ đó các bạn ạ. Ok, tiếp tục với cuộc hành trình thôi. Và cuối cùng Legendary Deoxys nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Quá đã. Đây các bạn ơi, cuối cùng nó cũng đã chịu lộ diện rồi. Deoxys. Nãy giờ mình có phá mặt trăng của nó đâu mà nó ra vậy ta. Không hiểu luôn. Ok, để mình lấy cái đội hình thích hợp ra cái đã. Rồi. Rồi lấy con Raikou ra luôn. Đó, đội hình thích hợp đây rồi. Mình sẽ dùng Charizard để mà cấu máu nó trước nha các bạn. Sludge nó đi. Sludge. Ây da. Mình có thể cấu máu được rồi nè. Sludge phát nữa nè. Ui, nó teleport hả? Căng vậy. Ui, con này sợ thế. Sludge. Ui, nó lại teleport nữa các bạn ơi. Hơi bị khó khăn chúng ta rồi. Để mình đứng xa xa một xíu. Sludge nó một phát. Ồ, lần này thì nó mất quá nửa máu rồi. Và chưa thấy nó teleport. Mình sẽ chuyển qua NT. Để mà dùng Whitbon trước nha các bạn. Whitburn. Ôi không thành công luôn, căng vậy. Quả thật là đúng là legend rồi. Chúng ta sẽ qua những quả khác như là Pokeball vậy các bạn ạ. Mình sẽ spam một mớ Pokeball cũng như là Ultra Spawn nha các bạn. Tiếp tục là Pokeball thôi. Không còn lựa chọn nào khác rồi. Mình sẽ spam một xíu nha. Wow, Deoxys. Đây là cái dạng normal của nó nè. Chỉnh liền, chỉnh liền. Đây, tiếp tục là một quả Pokeball. Vẫn không thành công rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đổi qua Ultra Ball vậy. Không có vấn đề gì hết. Cứ Ultra Ball mà xả ra thôi. Ultra Ball tiếp tục. Trời, vẫn không thành công luôn. Căng vậy. Làm một quả nữa đi. Cho nó đủ. Khó thật sự các bạn ơi. Làm một quả nữa luôn đi. Con này cứng đầu vãi chưởng. Rồi, vậy thì mình sẽ qua quả Tamabon vậy. Vũ khí bí mật cuối cùng của tôi cũng đã được lộ diện rồi. Tamabon rồi. Mình tưởng cái quả đầu tiên nó thành công rồi chứ. Thấy nó lắc hơi bị lâu. À, cái quả thứ hai nó không có lâu như mình tưởng. Ok, tiếp tục là Tamabon các bạn ơi. Trời ơi, khó khăn đây. Tamabon tiếp tục. Wow. Vậy là con này sẽ tốn rất là nhiều Tamabon đây. Hy vọng nó gần như cái con Gotitel hồi nãy. Con hồi nãy tốn của mình 20 quả rồi các bạn ạ. 20 mấy quả luôn đó. Căng vậy. Con này thì mới tốn tầm có 6-7 quả thôi nè. Nên cũng không sao đâu. Chúng ta sẽ còn bị tốn từ từ. Tiếp tục là Tamabon đi. Không được rồi nè. Tiếp tục một quả Tamabon nữa đi. Nãy giờ chưa tới 20 quả mà. Chúng ta cứ thoải mái thôi. Mới có 10 quả thôi à. Không vấn đề gì cả. Tầm 10, 11 quả hay 13 quả gì đó. Nó đã cộng dồn rồi các bạn ơi. Và lần này Deoxys
đã được thu phục, chúng ta đã được một cái thành tựu mới nữa rồi nè. Wow, để mình có cái con Charizard này vô cái đã. Và lấy con Deoxys ra nào. Quá xịn các bạn ơi. Đấy rồi. Và như nó có cái thiên thạch trong người luôn. Đây, đây là Meteorite nha các bạn. Meteorite được chế tạo từ Endstone, Moonstone Shard và Moonstone các bạn ạ. À, có thể thay đổi hình dáng của con này nè. Thay đổi hình dáng của Deoxys được. Ồ. Đây, dạng Defense nè. Đó, quá đã bạn ơi. Nó có tổng cộng là 4 hình dáng. Normal, Speed, Defense và Attack nha các bạn. Đó, quá xịn luôn. Trời ơi. Cuối cùng thì cũng có được nó rồi. Trong biết bao nhiêu season. Đây, nó spawn tại DN đó các bạn ạ. À, ngoài ra nó cũng spawn tại vùng Kotagai M nữa. Hay, để mình chỉnh lại cái đội hình một xíu luôn nha. Chắc mình sẽ mang cái con Deoxys này trong cái đội hình luôn, để mà luyện cấp cho nó. Mấy con level 100 thì mình sẽ cất hết lại. Như là Zigate nè, Sonic và Raikou mình sẽ cất lại. Giữ lại một con NT level 100 làm mẫu thôi. Đó, lôi mấy em này ra nè. Mesric nè, Celebi và Tabu Lily ra nè. Rồi, season này mình lại có thêm nhiều legend nữa rồi. Quá xịn. Ok, tiếp tục lên đường thôi. Hay da, thì cuối cùng mình cũng đã thu phục hết tất cả 28 dạng của con Yuno rồi các bạn à. Và đây là thời khắc để chúng ta trở về trái đất nha. Ok, bang. Rồi, mình sẽ skip qua luôn. Chứ để nó chạy cái dòng đó nó hơi bị nguy hiểm một xíu. Đây. Oh, quá đã luôn. Trời đang mưa nữa chứ. Đây, đây là 28 dạng của con Yuno nha các bạn. Nhìn nó nè, 28 dạng. Như mình nhắc là có 26 cái con theo bảng chữ cái tiếng Anh á. Đây, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. UV double U chứ, mình nhầm nha. Đây, chúng ta còn cái X nè, Y nè, Z, chấm hỏi và chấm than các bạn ạ. À, đủ tất cả luôn. Và để có số này thì mình đã bắt rất là nhiều con Yuno, các bạn có thể thấy không? Có một cái bảng dư rất là nhiều con luôn. Bên đây còn nữa nè. Kinh khủng chưa? Đó, quá căng luôn. Và lần này thì chúng ta sẽ tiến hành đi tiến hóa mấy em Pokemon mà hồi nãy mình đã bắt được cái đã. Tiến hóa mấy em Pokemon hãy tâm linh trước đi. Đầu tiên là con Kalia các bạn à. Đó. Tập trước Kalia nó đã tiến hóa lên một dạng là Gardevoir rồi. Và tập này nó sẽ lên Galix nha các bạn. Đây, Muna. Đó. Còn gì nữa không? Ây da, để tôi nhớ xem nào. Meditite. Nãy mình có bắt mà mình quên. Quên tiến hóa tụi nó. Spoink. Đây, nó ở đây luôn. Và một con nữa. Đây, con nữa nó đây các bạn ạ. Gotoria mình đã có đủ rồi đúng không? Con nữa sẽ là con... Con gì đây? À, con này mình đã có luôn rồi. Elchium. Nhưng mà cái dạng là shiny nha các bạn. Tiến hóa cái con Elchium cấp 2 này nè. Mình đã có một cái dạng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hóa lên một dạng nữa. Nhưng mà con này là shiny. Đó, nó có cái ngôi sao kìa các bạn. Hồi nãy mình bắt đó. Ok, đủ rồi, chúng ta sẽ đi tiến hóa thôi. Quên, để mình lấy mấy cái đá rồi đã. Quên cầm đá ra. Đầu tiên là Dawnstone nè, tiếp theo là Moonstone. Quên mất tiêu. Đây, Kalia, nó sẽ tiến hóa bằng Dawnstone nha các bạn. Viên đá hoàng hôn. Đó. Đó. Để chúng ta xem hình dạng của Galix nó sẽ như thế nào đây. Galix. Đây. Con này thì nó có mang hệ fighting nữa các bạn à. Hệ giác đấu cũng như là hệ tâm linh, hai hệ luôn. Quá đã. Và tiếp theo là Muna, nó sẽ tiến hóa bằng Moonstone nha các bạn.
Đó. Rồi, để mình coi cái con Mursana nó sẽ như thế nào đây. Pokemon ăn giấc mơ cấp 2. Nó đây các bạn ơi. Ồ, và nó đang ăn giấc mơ thật sự luôn kìa. À không, hình như nó đang truyền giấc mơ ra chứ. Hình như là vậy. Ok. Quá đẹp các bạn ạ. Quá dễ thương luôn. Thằng này thì mình sẽ đem mấy con đeo xích vô luôn nè. Và mình sẽ lấy ra một con nữa, đó chính là Inkay. Con mực sống ở trong rừng. Rồi, chúng ta sẽ đi qua cái hội quán Red Book Gym thôi. Để mà luyện cấp cho nó lẹ. Bang. Oh, đi qua đây luyện cấp nó thôi các bạn ơi. Ây da. Tiếp tục là những em Pokemon quen thuộc. Ôi ôi. Lại là một quá trình luyện cấp nữa đây. Hy vọng tụi này nó sẽ tiến hóa nhanh. Ây da, học được Psy Beam nè. Thay bằng Swagger liền. Sand Headbutt mình sẽ thay bằng Psy Up liền. Trời ơi. Psy Chip. Fire Blast này nè con. Ủa, học được skill mới nữa các bạn à. À, nó vẫn chưa có gì tiến hóa luôn, lâu quá vậy. Thôi đánh một hiệp nữa đi các bạn à. Trời ơi, căng quá nha. Mày hả con Rosé, lần này thì tuyệt kỹ Z nó đã có tác dụng rồi các bạn à. Ồ, và hình như có con gì tiến hóa đây cơ. Con gì đó mình nhìn cũng không có rõ. Skill Red này mình sẽ thay liền. Đó. Ôi, có con thứ hai tiến hóa luôn rồi. Để chúng ta xem thử bao nhiêu con tiến hóa nào. Ở đây mình đã có con Eltium tiến hóa các bạn à, Eltium Shiny. Ôi hình như nó có một con à. Làm tôi tưởng nhiều con chứ. Đây, Eltium Shiny và nó sẽ lên con Behem. Đó, cũng là Shiny luôn. Mà nhìn nó cũng không có khác gì con thường cho là cho mấy. Định mệnh á, cứ sai đi thôi à, tưởng cái gì hết. Rồi lần này chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp luôn nha các bạn, tiếp tục luyện cấp thôi. Bay bắt này mình sẽ thay bằng bắt này đi. Ok mày hả, mày nè con. Ồ, và Spoink của mình nó đang tiến hóa đây nè. Quá đã. Spoink. Đây, con heo lò xo các bạn ơi. Lúc đầu mình cứ tưởng nó là con chuột lò xo chứ. Ồ, và nó đã lên con Rumpic các bạn ạ. Đây, Rumpic nhìn nó như cái con heo mọi vậy. Sao nó đen đen kỳ quá ta. Ok. Tiếp tục luyện cấp nữa thôi. Wow. Mày nè con. Nói chung thì mình luyện bằng cái hội quán Red Book Gym này thì nó cũng khá là tiện các bạn ơi. Oh, Power Trick hả? Forest Trade hả mày? Rồi, lần này thì chưa có con gì tiến hóa. Wow. À, cái con Meditite nó còn tiến hóa đây kìa. Cấp lên một cấp nữa thôi là nó sẽ tiến hóa đó các bạn ạ. Hãy chờ nó tiến hóa liền. Quá xịn. Mày hả Forest Chest. Rồi đủ rồi các bạn ơi. Để mình coi con Medicham cái hình dáng nó sẽ như thế nào đây. Theo mình nhớ là Medicham nó có cái tiến hóa bằng Mega các bạn à, bằng bằng đá Mega đó. Ra là con này. Wow, mê đi chăm. Quá xịn luôn. Thêm một em nữa. Ok, và mình chỉ còn một con nữa, đó chính là Inkay này thôi các bạn à. Thì con Inkay này, để mình coi nó sẽ tiến hóa khi nào đây. Ồ, tiến hóa tại level 30. Khi mà nó đạt cấp 127. Ơ quên, đạt độ cao 127. Làm gì có cấp 127 chứ, tôi lộn. Thì muốn ở độ cao đó thì mình sẽ qua cái vùng Extreme Hill cộng này đi. Mới có 117 thôi hả. Mình sẽ kiếm cái vùng nào cao hơn một xíu đi nha. À, ở trên đây nè, ở trên đây được các bạn ơi. Rồi, lên tiến hóa con Inkay này luôn.
Giờ mình chỉ còn hai con Pokemon nữa, đó chính là Chimecho thuộc hệ tâm linh và Alakazam cũng thuộc hệ tâm linh luôn. Alakazam chúng ta có thể trade được các bạn à, nhưng mà nó cũng xuất hiện ở tại vùng DN nữa, nhưng mà rất là hiếm. Thôi kệ, hai con đó nữa thôi là mình sẽ đủ hết tất cả nha các bạn. Còn mấy con hệ tâm linh khác mà phải trade với người chơi khác á thì mình không có làm đâu nha, tại vì mình không có được. Mình đang chơi một mình mà. Inkey nó đã lên con Malama. Ô và sao sao ngoài sao nó có một con Medicham Mega kìa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy thì quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến thử thách của bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.